Rồi video chiều nay mình giao lưu cho các bạn một cái cơ mài dao rin già, cái này chơi cù rút. Đó, mình bấm cù rút hết rồi, bông tán nhìn bên dưới này hả? Đấy, cây dẫn lưng. Cái này nó có quanh thân là 22 nha anh em. Quanh thân trên cù, dưới T1 là 22 nha. Đó, mình ốp thước dây đó. Rồi, cái này có một bộ cù đẹp nó luôn, đẹp sọt luôn anh em. Không có nhóm chỗ nào hết. Đặc sệt mà nó xù cháy nữa nè anh em. Cái nằm trong chậu vuông, chậu men màu xanh. Chậu vuông nha anh em. Anh em mua về vệ sinh rong rêu thêm. Đó, mình chưa vệ sinh mấy cái này. Đó, cây này xù già này. Đó, nhìn những cái vết vỏ cây này. Vỏ cây này hả? Xù nụ lên mụn chốc như này nè, này trên dưới 10 năm rồi anh em. Đây các đoạn cua của cái đường thân nó lượn lên này đó. Đấy, nó nục nục vậy đó. Lên mấy cái nụ này, nụ chốc ở đây là mấy cái vỏ nó dẻ, vỏ nó dẻ thì nó bứt ra, bước ra đó. Mình vẫn có thơ, mình cậy ra thoải mái nha nè, cậy ra thoải mái nha, cậy ra thì nó sẽ lòi cái vỏ tơ nó ra, nó lớn coi đó. Kiểu như nó lột vỏ nó thay thay da coi á đó. Cái này mình chơi cua rút nha, quay bên trên đó. Bên trên là anh em thấy rồi, mình bấm giật dâm thôi chứ mình không có cho form tàn là rộng, và cũng không có đỡ cây nó vượt cao, thì nói chung là nó vừa phải thôi. Đó, lúc nụ nó vừa phải này, có một cái nụ nó chùm hoa như thế này này là chơi thoải mái rồi nè ha. Không, mấy cái đoạn mà đấy nó nu này nè, đây là cái vết nu dè coi nha, chứ không phải là cái gì đâu. Dè quá thì nó nu lên này. Nó có những cái đoạn nu nó lành, nó có vết lành luôn này. Cái này cái rin nha anh em, không phải ghép đâu, nó vót lên đây. Nếu anh em mình cảm thấy không thích đợt cao thì mình cắt cho đoạn này cho nó vót, bởi vì cái chỗ đoạn này mình thấy nó rất là hay, nó vót nó liền lạc này. Rút buồn còn chỉ cho phom lùng hơn nữa, nuôi dưỡng phom lùng hơn nữa này, cho mình cũng ít có thời gian nữa mà mình làm cây, cho nên là nó cũng chưa đạt được cái độ nó gọi là nó chín chắn cho những cái tác phẩm này. Anh em nào có điều kiện thiện chí giao lưu thì liên hệ mình nha. Thì cái này mình muốn giao lưu cho anh em giá trên 5 triệu nha anh em, giá tại vườn không bao ship nha anh em, giá trên 5 triệu. Anh em cứ liên hệ đến số điện thoại 0849 02 07 90, mình báo giá trị của cây mình muốn giao lưu cho nó chính xác hơn. Thì mình bây giờ mình cứ nói ấm chừng giá cho anh em dễ hình dung nha. Thực sự anh em nào muốn giao lưu cái này thì mình cứ thông báo giá cho thôi, thông báo giá nó ấm chừng để mình biết ha. Cú này nè, ngồi nó bự lắm á, thân trên 20 anh em biết. Cái đó đó, mình quay bên kia mình quay rồi cho nó kỹ, vì cái này giá trị nó cũng khé này. Cái cành này thẻ rong tây kìa, coi thì nó lên nu xù cấp quá rồi, nu cấp hả, nguồn cấp. Giờ còn chập tối cho nên nó cũng hình ảnh nó cũng không có được, nó bét mét nữa. Đoạn dưới thân nó này mình cạo ra nè, đây là mấy cái gió mà gọi là nó thối hóa rồi nè, nó già nó thối hóa rồi, cạo ra thì mình thấy được cái da của cái da tơ của nó này, không da tơ nó đã trắng trắng đó, đây này không đó, không tơ này mình cạo ra là nó vỏ xanh xanh này. Đấy, kiểu như nó đang là lên xù này. Đó, đang lên xù.
Này ép lùng không, nó đẹp không? Ép lùng ở chỗ đây hả? Cách gọt cái đòn trần nó cũng hơi nhỏ so với cái khu này. Đó, cho nó vót lên lần 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 vô đây. Không. Thì hiện tại thì mình cứ đỡ mình chơi bông chờ Tết đi. Xong rồi mình sửa lại sau. Đó, coi già yeah, lâu năm. Vâng trần mà cái rin giống hoa đẹp nha anh em. Không phải là chứ hồi xấu mình đã cắt ghép hết rồi. Cái này mình cũng đã từng lấy hạt đó mình ươm mấy cái lứa mai con. Bây giờ hiện tại thì mình cũng muốn ngưng lại. Bây giờ mai thì cây tơ này nó quá nhiều rồi. Mình cũng không có muốn nhân giống ra thêm nữa. Rồi bắt đầu là mình sẽ bán lần mấy cây mai già. Thì số lượng cây mai già thì nó ít nha anh em. Anh em tranh thủ. Nếu giao lưu được cái nào mình giao lưu ha. Rồi xin chào. Hẹn gặp lại những video tiếp theo ha.